BMEX Token và BitMEX Exchange là gì? Thưa quý vị, sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX chốt lịch niêm yết đồng coin của mình mang tên BMEX vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Quý vị chưa có tài khoản BitMEX có thể đăng ký theo link bên dưới video này. Theo thông tin trước đó, BMEX có tổng cung là 450 triệu là token tiện ích của sàn BitMEX. Sàn giao dịch lần đầu tiên công bố BMEX vào tháng 2 năm 2021 và bắt đầu airdrop cho người dùng kể từ đó. BitMEX xác nhận đã tiến hành airdrop hàng triệu BMEX cho hơn 80.000 nhà giao dịch. BitMEX sẽ niêm yết cặp BMEX USDT trên sàn giao dịch spot mới mở và hai cặp BMEX USDT và BMEX USD trên nền tảng phái sinh của mình. BitMEX từng thống trị mảng giao dịch phái sinh với 35% thị phần future Bitcoin, nhưng hiện chỉ đang chiếm khoảng 2% và bị nhiều đối thủ bỏ xa sau bê bối nội bộ kéo dài từ 2020. Sàn BitMEX đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2014. Đây là một trong những sàn giao dịch đầu tiên ở thời điểm này. Cho đến nay, BitMEX là một sàn giao dịch lâu đời và có sự uy tín nhất định. BitMEX thích hợp cho những giao dịch chứ không thích hợp cho những nhà đầu tư. Trong sàn BitMEX có hai loại hợp đồng chính là hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn. Hợp đồng tương lai được hiểu là việc thỏa thuận mua và bán tài sản ở mức giá đã thỏa thuận. Nó cho phép bạn thực hiện giao dịch ngay cả khi bạn không sở hữu nó. Hợp đồng vĩnh viễn cũng giống như hợp đồng tương lai nhưng chúng không có ngày hết hạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu chưa có tài khoản BitMEX hãy đăng ký theo link bên dưới video để nhận được ưu đãi khi giao dịch hoặc airdrop khi sàn LibMEX.